Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ bảy nha quý vị, 25 tây tháng 2 ha quý vị, 2023 nha. Cái combo này có 4 cây 250 bao phí ship nha quý vị. Chỉ có 3 cây thôi nhưng mà tôi tặng cho con cây này nữa nè. Đó. Cây trực lắc luôn nè ha, giót ngọn luôn rồi nè, thấy không? Đó. Cái chậu này không là 20 ngàn rồi nha quý vị. Chậu này là chậu của Trung Quốc nha quý vị. Nhập từ Trung Quốc về luôn nha. Này tôi cũng còn có mấy cái loại thứ này chứ không có nữa. Rồi, ba cây này là ba cây chủ lực 200 nè. Cây số 1 nè. Đó. Cành nhánh, cành 1, cành 2, cành phong gì đầy đủ hết trơn luôn nha quý vị. Siêu nhỏ luôn nha. Cái này là siêu nhỏ luôn nè. Rồi, một cây ha. Về chỉnh form lại nha quý vị. Uốn éo đồ lại nha. Số 2 là có cái tàn bay bay rất là ngộ nè. Đó, có hai cái cành luôn ha. Cái này là cái chung trà của Nhật nha. Có dấu có mọc luôn luôn ha. Rồi, đây là cái chậu của Trung Quốc luôn nha. 20k một cái luôn ha. Cây đây luôn. Tôi cũng còn có vài combo nó thôi nha quý vị. Nay ké cái anh Tèo Zalo vậy cho có con lô nó gửi luôn cho nó dễ. Rồi xuống luôn nha quý vị, 4 cây 250 xuống luôn.